Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế, tình hình nóng nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là những điểm tin chính, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, cơn bão nhiệt đới Talim, Việt Nam gọi là cơn bão số 1, đổ bộ thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc tối ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, đe dọa làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt đang hoành hành tại nước này. Là cơn bão thứ hai đổ bộ Trung Quốc trong năm nay, Talim với sức gió khoảng 100 km/h gây gió giật và mưa lớn ở tỉnh Hải Nam, bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây. Theo Tân Hoa Xã, tất cả tàu chở khách qua eo biển Quỳnh Châu giữa Hải Nam và Quảng Đông tạm dừng hoạt động từ hôm 16 tháng 7. Trong lúc này, Trung Quốc vẫn đang vật lộn với tình trạng lũ lụt liên miên khắp miền Bắc và cả khu vực Bắc Kinh. Chỉ tính riêng tuần qua, mưa bão đã làm 164 người chết và 125 người mất tích. Tổng cộng hơn 30 triệu người ở ít nhất 12 tỉnh bị ảnh hưởng. Mưa lũ năm nay có liên hệ với hiện tượng El Nino và có thể là đợt mạnh nhất kể từ năm 1951. Trung tâm Khí hậu Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 1.074 người thiệt mạng vì thiên tai, bao gồm mưa lũ, gió xoáy, lở đất. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, hôm 16 tháng 7, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai trong gần 7 tháng đầu năm lên đến 298 tỷ nhân dân tệ, khoảng 44,63 tỷ USD. An Huy, Phúc Kiến, Quý Châu, Hà Bắc, Hồ Bắc, Giang Tô và Giang Tây là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong đó, tình hình tại Hà Bắc đặc biệt nghiêm trọng sau thảm họa lũ chớp nhoáng, làm chết ít nhất 34 người và 13 người mất tích tại thị trấn Hình Đài, chiếm gần 1/3 trong số 130 người chết và 110 người mất tích ở tỉnh này trong tuần qua. Sự phẫn nộ bao trùm Hình Đài khi người dân cáo buộc các quan chức không cảnh báo về cơn đại hồng thủy và tìm cách che đậy nguyên nhân của thảm họa xảy ra vào sáng sớm ngày 20 tháng 7. Anh Cao Long Đài, một sinh viên sống tại Hình Đài cho biết, kể từ ngày 19 tháng 7, mưa rất to nhưng không có ảnh hưởng gì bất thường. Khi chỉ qua nửa đêm một chút, tiếng loa đột ngột vang lên báo động lũ trên sông Quy Ly gần đó đã tràn bờ. Chưa kịp làm gì, dòng nước đã sộc vào nhà tôi, người lớn còn chẳng kịp cứu mình nữa là bọn trẻ, anh Cao kể. Anh Cao may mắn bám được vào cành cây và khi sáng hẳn, anh phát hiện em trai cùng cha mẹ cũng leo lên mái nhà. Nhưng hàng chục dân làng của anh Cao đã không kịp thoát thân. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, thị trưởng Hình Đài xin lỗi người dân nhưng không xoa dịu được sự giận dữ, nhất là khi trước đó hình ảnh những đứa trẻ chết đuối được kéo lên từ bùn đất lan truyền trên mạng. Người dân nghi ngờ chính quyền Hà Bắc xả nước từ hồ chứa chứ không phải vỡ đê sông Quy Ly như thông báo. Theo báo chí địa phương, hầu hết nạn nhân thiệt mạng là các em nhỏ dưới 10 tuổi hoặc là người lớn. Để xoa dịu dư luận, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã đình chỉ công tác 5 quan chức vì tắc trách trong phòng chống lũ lụt và cứu hộ. Chính quyền Trung Quốc hôm 21 tháng 7 cũng phân bổ ngân sách trị giá 250 triệu nhân dân tệ, khoảng 37,7 triệu USD cho hoạt động cứu trợ tại Hà Bắc. Tổng thể hơn 1,67 tỷ nhân dân tệ đã được chia ra để cứu trợ người dân các vùng lũ lụt trên cả nước, theo Bộ Nội vụ Trung Quốc. Thưa quý vị, những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục dâng cao và gây ra tình trạng lũ lụt tại nhiều khu vực ở miền núi. Theo Ủy ban Giảm trừ thiên tai Trung Quốc, một số lượng lớn nhà của dân cư trong vùng bị sụp đổ và các trang trại hầu hết bị ngập trong dòng nước lũ. Ở tỉnh Quảng Đông, số người thiệt mạng được ghi nhận tính tới thời điểm này là 17 người, trong khi 3 người vẫn mất tích. Mưa bão gây ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh Hồ Nam, Quý Châu, Giang Tây và 5 tỉnh phía Nam. Một báo cáo chính thức cho biết 7 người bị thiệt mạng tại tỉnh Hồ Nam và 3 người mất tích. Còn ở Quý Châu ghi nhận 3 trường hợp tử vong, số nạn nhân chết và mất tích còn lại rải rác ở một số tỉnh khác. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, do mưa lũ kéo dài nên cuộc sống của 5,5 triệu người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền buộc phải sơ tán 447.000 người đến khu vực an toàn. Có 25.000 ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn, khoảng 264.800 hecta hoa màu bị phá hủy trong lũ, gây thiệt hại về kinh tế lên đến 7,35 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,18 tỷ USD. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo tình trạng mưa kéo dài sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới, nhưng phạm vi sẽ thu hẹp và lượng mưa giảm dần. Thưa quý vị, tình hình lũ lụt tệ hại tại Trung Quốc có thể thêm trầm trọng nếu siêu bão đổ bộ.
Lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung và Nam Trung Quốc tính đến ngày 15 tháng 7 đã khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và 42 người mất tích, làm hư hại 1,9 triệu hecta cây trồng, hơn 40.000 tòa nhà bị sụp đổ và gây thiệt hại 5,7 tỷ USD. Theo Tân Hoa Xã, thiên tai cũng khiến 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, ít nhất là 11 tỉnh. 3 tỉnh bị tàn phá nặng nhất là Hồ Bắc, An Huy và Phú Châu. Riêng Hồ Bắc có hơn 47 người thiệt mạng, 10 người mất tích và khoảng 50.000 ngôi nhà hư hại. Mưa dai dẳng cả tuần đã ảnh hưởng cuộc sống của 11 triệu dân ở 17 thành phố và 80 huyện trên toàn tỉnh này. Chính quyền đã sơ tán 450.000 người và hỗ trợ 310.000 người bị ảnh hưởng. Mạng lưới giao thông ở trung tâm thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc bị tê liệt. Những hình ảnh được đăng trên mạng cho thấy đường phố và tàu điện ngầm ở trung tâm Vũ Hán ngập trong biển nước, buộc nhiều người phải lội bộ đến chỗ làm việc, bị kẹt trong khách sạn vì lũ lụt. Ông Chu Va, nhà sáng lập công ty Guangzhou, than phiền: "Tôi không biết phải rời Vũ Hán về Quảng Đông bằng cách nào. Thời tiết thì khắc nghiệt, còn các chuyến bay thì hoãn liên tục. Không chỉ tàn phá mùa màng, lũ lụt còn làm chết hàng loạt gia súc ở tỉnh An Huy, khoảng 7.100 con heo, 215 con bò và 5,14 triệu con gia cầm chết trong biển nước. Còn lại tỉnh Hồ Nam, mưa lớn và lũ lụt buộc 100 đoàn tàu dừng hoạt động hoặc chuyển hướng từ đêm 13 tháng 7. Hôm 14 tháng 7, khoảng 3 tấn xăng và dầu diesel của một trạm xăng tại thị trấn Ích Dương thuộc tỉnh Hồ Nam tràn ra ngoài và theo nước lũ chảy ra sông. Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm 15 tháng 7 đã đến các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc để gặp gỡ người dân, chỉ đạo chính quyền địa phương bảo vệ cư dân và sinh kế của họ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ra lệnh quân đội và cảnh sát tăng cường khắc phục hậu quả thiên tai. Thiệt hại từ lũ lụt nhiều khả năng tăng thêm bởi mực nước tại 43 con sông ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đều vượt mức cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền các địa phương đã điều động lực lượng giám sát khu vực này, tránh tình trạng vỡ đê giữa lúc dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong những ngày tới. Tình hình có thể thêm tồi tệ một khi siêu bão Nepatthor dự kiến đổ bộ Trung Quốc sau vài ngày nữa. Theo đài quan sát Hồng Kông, bão Talim dự kiến có sức gió lên đến 145 km/h khi đổ bộ đại lục. Trước khi đe dọa Trung Quốc, bão số 4 có thể đổ bộ Đài Loan vào tối ngày 17 tháng 7. Theo giờ địa phương, chỉ trong vòng 48 giờ, Talim từ một cơn bão nhiệt đới với sức gió 110 km/h đã nhanh chóng lên thành siêu bão với sức gió lên đến 240 km/h và còn có khả năng tăng lên. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Kết hợp, lượng mưa nhiều khả năng vượt quá 110mm trên khắp Đài Loan sau khi bão đổ bộ, tạo nên những con sóng cao tới 13m ngoài biển. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan ngày 16 tháng 7 cho biết hơn 35.000 quân nhân đang trong tư thế sẵn sàng cho hoạt động cứu hộ. Theo đài CNN, dự báo siêu bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Đài Loan với sức gió lên tới 253km/h. Khu vực này không có nhiều cư dân sinh sống nhưng địa hình gồ ghề của hòn đảo làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất xảy ra khi bão. Một quản lý trang trại heo ở huyện Tư Thành, tỉnh An Huy, miền Trung Trung Quốc bất lực đứng nhìn 6.000 con heo bị nước lũ nhấn chìm. Một số hình ảnh do tờ Daily Mail đăng tải, quản lý trang trại nói trên, Lý Tiểu Ba ôm những con vật khi chúng bị ngập quá bụng trong dòng nước lũ. Ông Lý sau đó phải để lại khoảng 6.000 con heo ở lại vì không thể giải cứu. Mưa lớn quét qua huyện Tư Thành hồi cuối tuần trước ngăn cản nỗ lực cứu hộ tại các khu vực xung quanh. Theo tờ China Daily, đội cứu hộ công nhân công ty nông nghiệp Xishao Group và tình nguyện viên tìm cách kéo những con heo ra khỏi vùng nguy hiểm. Chúng bị mắc kẹt trong 20 giờ trước khi được nhóm cứu hộ phát hiện. Ông Lý đã kêu gọi người dân trong vùng cứu trại heo của mình khi nhiều con bị chết đuối. Tuy nhiên, do nước lũ tiếp tục dâng cao nên mọi nỗ lực của họ đều thất bại hoặc bị cản trở. Người đàn ông đang lên kế hoạch bán số heo cho các công ty nông nghiệp địa phương trước khi quá muộn. Hình ảnh viên quản lý trại chia tay đàn heo đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng ngàn người kêu gọi chính quyền giải cứu những con vật tội nghiệp. Lũ lụt dọc theo sông Dương Tử đã phá hủy nhiều làng mạc, buộc hàng triệu người di rời và gây thiệt hại kinh tế ít nhất 20 tỷ nhân dân tệ. Hơn 180 người được báo cáo thiệt mạng. Mùa mưa ở Trung Quốc thường kéo dài khoảng 2 tháng từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8. Thưa quý vị, bão Talim lần thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc đại lục khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Tân Hoa Xã cho biết bão Talim đổ bộ lần thứ hai vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 18 tháng 7 tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và đến thành phố Tân Châu, tỉnh Cam Túc lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Lần đầu tiên bão Talim đổ bộ là vào Quảng Đông đêm ngày 17 tháng 7. Tốc độ gió tối đa ở vùng gần tâm bão
lên tới 90 km/h và dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo tại Khâm Châu, Phong Thành, Cảng và Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây có sức gió giật lên tới 119 km/h. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng bão Talim, gần 230.000 người ở Quảng Đông phải sơ tán tới nơi an toàn tính đến 17 giờ chiều ngày 17 tháng 7 trước khi bão đổ bộ. Quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa 68 điểm du lịch ven biển, yêu cầu 2.702 tàu cá phải vào bờ. Nhà chức trách Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất, cảnh báo đỏ nhằm ứng phó với bão Talim. Dự báo từ nay tới 8 giờ ngày 19 tháng 7, theo giờ địa phương, bão Talim sẽ tấn công khu vực phía nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Chính quyền địa phương đã được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng đối phó mưa bão và kiểm tra hệ thống thoát nước ở các thành phố, đất canh tác và ao cá. Cơ quan quản lý giao thông vận tải cho biết họ đã triển khai lực lượng cứu hộ để đối phó với mưa bão. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết 57 tàu cứu hộ các loại, 5 trực thăng và 8 đội cứu hộ khẩn cấp đang túc trực sẵn sàng ứng phó bão. Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc nhận định bão Talim có thể suy yếu và tan ở miền Bắc Việt Nam vào ngày 19 tháng 7. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.